Hyun Bin và Son Ye-jin tiết lộ giới tính con đầu lòng, dự kiến chào đời tháng 12. Vào ngày 28 tháng 10, công ty quản lý của Son Ye-jin chính thức thông báo, con của Son Ye-jin và Hyun Bin là con trai, em bé sẽ chào đời vào tháng 12. Công ty cũng tiếp tục trấn an người hâm mộ, Son Ye-jin hiện có sức khỏe rất tốt, cô ấy đang bình tĩnh chuẩn bị cho sự ra đời của con trai. Sau khi kết hôn vào tháng 3 năm nay, Son Ye-jin và Hyun Bin thông báo vào tháng 6 rằng họ đang mong đợi đứa con đầu lòng của mình. Mới đây, có blogger cũng đưa tin cặp đôi hạ cánh nơi Anh đã tậu một món quà khủng dành tặng cho con trai. Nghe qua, netizen không khỏi trầm trồ vì độ chịu chơi của cặp sao hạng A và cho rằng em bé của họ đúng là sinh ra ở vạch đích. Cụ thể, cả hai đã mua một chiếc xe đẩy phiên bản giới hạn dành cho em bé của mình. Được biết, giá của món đồ này không hề rẻ và không phải có nhiều tiền là mua được do số lượng sản xuất khá hạn chế. Đây là phiên bản giới hạn, chỉ có 299 chiếc trên toàn thế giới và có giá lên đến hơn 1.000 đô, hơn 24,8 triệu đồng. Trước đó, Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc Honey Lee cũng sắm chiếc xe đẩy này cho con đầu lòng. Thông tin trên chưa được phía Hyun Bin Son Ye-jin lên tiếng xác nhận và công bố rộng rãi trên truyền thông, nhưng nhờ vào danh tiếng của cặp đôi, bài đăng của blogger nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Theo đó, khán giả cho rằng cả hai đã tìm hiểu rất kỹ và muốn dành những gì chất lượng có giá trị nhất cho con đầu lòng. Ngoài việc trầm trồ vì độ giàu có, chịu chơi của hai diễn viên, công chúng còn nhận thấy em bé cà chua, tên fan thường gọi đối với con đầu lòng của Hyun Bin Son Ye-jin, đúng là có số hưởng khi chưa chào đời đã được bố mẹ chăm lo hết mực. Cách đây không lâu, fan cũng bắt gặp Hyun Bin và Son Ye-jin đi mua tranh hình con lợn, biểu tượng của sự may mắn, giàu có và tài lộc để trang trí phòng cho con. Ông bố bỉm sữa Hyun Bin còn không nhận phỏng vấn trực tiếp để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19, ảnh hưởng đến sức khỏe của Son Ye-jin và con đầu lòng. Sắp tới, Hyun Bin sẽ gia nhập đoàn phim Các Nhĩ Tân sau khi dự án đặc vụ xuyên quốc gia ra mắt thành công. Bên cạnh đó, bà xã Anh dự kiến sẽ đến ngày dự sinh vào cuối năm nay. Công chúng gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình nhỏ của Hyun Bin Son Ye-jin. Trước đó, khi xuất hiện trong một sự kiện quảng bá phim vào tháng 9, Hyun Bin đã chia sẻ về cảm giác khi chuẩn bị làm bố. Được làm bố là một phước lành to lớn, tôi cảm thấy rất biết ơn, tôi đang mong chờ từng ngày để được gặp con. Bên cạnh đó, nam tài tử cũng tâm sự rằng, nhiều người nói với anh rằng bố mẹ chỉ có thể thực sự cảm nhận được cảm xúc khi ôm nhóc tì của mình vào lòng. Không chỉ được nhận xét ngày càng giống vợ, Hyun Bin còn được khen giống bố vợ thời trẻ. Năm ngoái, bài viết mang tiêu đề Cha của Son Ye-jin được đăng tải trên nhiều diễn đàn trực tuyến và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đó, bức ảnh chụp Son Ye-jin thời thơ ấu bên bố và bức ảnh nữ diễn viên chụp cùng bạn trai Hyun Bin được đặt lên bàn cân so sánh. Khán giả còn vui vẻ bình luận, hai ngôi sao xứ Hàn có nhiều nét tương đồng và có tướng phu thê ngay từ nhỏ. Hyun Bin cho biết, anh có một số thuận lợi khi có bạn đời cùng nghề. Họ có thể thoải mái trò chuyện, bàn bạc công việc. Chúng tôi biết về công việc của nhau quá rõ, nên có những ràng buộc khác nhau. Nếu không cẩn thận, những điều tưởng chừng như một lời khuyên có ích là có thể biến thành sự can thiệp. Vì vậy, tôi có xu hướng thận trọng khi thảo luận công việc với vợ. Tôi đưa ra ý kiến của mình khi cô ấy yêu cầu, tôi không chủ động nói lên suy nghĩ của mình về công việc của cô ấy. Đối với bộ phim này, cô ấy không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về diễn xuất dành cho tôi. Thay vào đó, vợ tôi chuyển lại cho tôi những đánh giá của mọi người về bộ phim. Cô ấy cũng tò mò theo dõi phản ứng của khán giả với bộ phim, Hyun Bin nói thêm. Vốn được xem là biểu tượng nhan sắc của showbiz xứ Hàn, Son Ye-jin và Hyun Bin hứa hẹn sẽ có một em bé xinh đẹp đáng yêu. Trên các diễn đàn, fan cho rằng em bé của cặp sao hạ cánh nơi Anh sẽ được săn đón ngay khi chào đời.